Hello everybody. Hello. Thân chào quý vị và các bạn. Hôm nay bà xã sẽ làm sữa đậu nành. I am making soy milk. Soybean milk. First of all, you have to. First of all, put the bed in there. I have a juicer. I bought it about 6 years ago. Okay. And so I put a bag in here. So easy to clean. Yeah. Easier to clean. To clean that thing. Put it back in first. Yeah. For the drain to come out right. Later. Right. Okay. Put the top in. Okay. Sorry. Okay. Lock it. Yeah. Both sides. Right. Okay, the soybean. Soybeans. She deep in the water whole night. Water all night. Này là mình ngâm cho nguyện cả đêm đó các bạn. Thì cho nó nở ra. Đó. Là như vậy đó. Rồi giờ bây giờ mình mới từ từ mình bỏ vào trong máy. Bean and later on. Oh, gotcha. Later on, you put the bowl in like that, see? Before you turn the engine on. Bây giờ bỏ đậu vô rồi đó. Đủ rồi, đầy quá. Okay. Now go. Now you fold the bean. Fold the beans in here. In there, till the fold up. And you forgotten. Do it. Do that. Look at how dry they are. See, very dry. No juice at all. See? Thì các bạn thấy này là cây mình dắt hết nước rồi đó. Mình mái nó dắt hết nước rồi. Các bạn thấy không? Nó khô rang. Không có nước hôm nay. Dắt hết nước cho mình. Nên mình dùng mái làm sữa đậu nành. Nó nhanh. Nó tiện nữa. Nó khô rang luôn. Thấy không? Nó khô luôn đó. Thấy không? Khô đâu còn nước nữa đâu. Đó. Này để tí nữa mình coi mình nghiên cứu mình làm cái này ra sao. Rồi, có thêm làm rang lên rồi mình làm đậu nành làm gì đó hả tí nữa thôi. Thân chào các bạn. Đó, các bạn hậu nhớ vớt bọt lên. Now you scoop the foam away. Scoop the foam away. Scoop the foam away. Let the put in garden. Yeah, foam it, yeah, foam. Put away. Yeah. Yeah, put it. Scoop the foam away. Good for garden, I mean, for me. Now you boil it with the sugar, is it? Yes, well, the sugar. Well, the sugar. And honey, see? If you have nutmeg, you may put some in cinnamon or vanilla. Put in. Put one cinnamon in and vanilla. Hello. Now soybean drink is done. I put it on the stove, make up balls, then turn it down. I put in cinnamon,
some honey, sugar, a little bit salt, not much. Let's see how it tastes. Very good. Okay. See you later. Thân chào các bạn, đã sữa đậu nành đã xong đây. Sữa là nồng, sữa đậu nành đây nóng rồi các bạn. Bây giờ mình đập trứng vô, rồi mình rắc một tí cinnamon là cinnamon là gì ta? Cho miếng mật ong luôn cho hậu. Cinnamon là quế. Bây giờ mình đập cái trứng vô đây. Trứng vô. Throw in there for me. Give me some honey. Trứng. Rồi bây giờ là cho xíu cinnamon vô. Cinnamon. Cinnamon vô. Cho miếng mật ong nữa. Mật ong nữa. Quay qua mật ong vô. Bổ dưỡng. Này là uống cái này là nó không có lên cân nhưng mà nó hứng thú. Đó là trứng rồi các bạn không? Trứng nè. Mình đánh ra, đánh cho anh Nguyễn ra. Cái này là bổ dưỡng nữa. Đậu nành thì nó chữa được những cái chức bệnh như là ung thư này nọ đó, cái bệnh gút thì nọ đó các bạn. Thì mình uống đậu nành. Ở đậu nành nhớ lúc mà ở Việt Nam mình hay đi ở trên Đà Lạt hay là mình tối nào mình cũng đi uống sữa đậu nành đó, ra đi uống sữa đậu đó các bạn. Nành trứng với ong với quế là vậy là các bạn. Bây giờ uống thử nha các bạn. Mời các bạn. This came out too. Oh, this one is tà hủ kỳ. Yeah, this one is tà hủ kỳ. That's fried up with thing, yeah. Tà hủ kỳ á. Trên mấy cái tà hủ kỳ. Oh, very good. Drink it. Very good. You should make this one like me, man. Very good. See? Đây, đây các bạn. Bây giờ là mình uống này mình làm đậu xanh đánh là lâu rồi, cách đây mấy ngày mình lậu đậu xanh á mình nấu lên mình đánh ra đó, đậu xanh đánh này các bạn đó, mình khoái khẩu cái món này lắm, ăn với nước đá. Mặc dù hôm nay trời lạnh nó tới từ 20 độ ngoài trường đó các bạn, mình cũng uống đá ăn đậu xanh đánh. Đậu xanh mà đánh ra cái này đó, bây giờ mình làm đậu xanh đánh mình uống. Nhớ rồi, ở Việt Nam á là có ở ngoài ngay chỗ gần cái cầu Đa Cao các bạn, ngay chỗ Đa Cao á ở Sài Gòn á, có cái tiệm chè như là Hiển Khánh đó, ngay chỗ đó là cái đậu xanh đánh ngay chỗ đó là ngon nhất. Chè Hiển Khánh ngay chỗ đó, chè thạch á, chè thạch Hiển Khánh nè, đậu xanh đánh nè. Hậu ơi cho anh một cục đá hậu ơi. Ice, give me the ice. Bỏ nước đá
đá vô. Đó. Từ từ nước đá tan ra, tan cục nữa. Tan cục nữa, quên một. Cụ. Đó, nước đá vô, đó. Thì thánh nó có cái chè thạch là ngon các bạn. Đây mình biết làm chè thạch. Ngon á. Mời các bạn nha. Take with đậu sữa đậu nành với trứng rồi thêm cái đậu xanh nữa, ngon ngon, ngon quá, ngon quá. Ngon quá các bạn ơi. Để tới bà xã ăn. Bỏ vô, mình bỏ nước đá vô mình làm đậu xanh đánh, mình bỏ nước đá vô mình ăn thôi. Đợi nước đá ra từ từ từ. Thôi, thân chào các bạn. Bye. Bye, see you. Take care. See. Very good. Very good, huh? Very good. Good. Very good. Okay. Đó, còn có mấy ngày nữa là tới rồi. Good. 10 ngày nữa. 9 ngày nữa là tới rồi. Bye. Bye. Not water, just a bean, is it? Yeah, bean, is it? Water, just a letter. Water? No, that's okay. Put it in.